từ mấy cái bị sâu với lại sâu với rẹp thôi. Hôm nay không bị úng trái không Thuận ha? Không. Không bị nấm. Cái này thái ra dữ rồi. Này chắc nó rụng nữa chứ. Xịt ngừa cái thằng quét rồi đó. À. Đã không? Đúng rồi. Cái này cũng được nha. Dạ. Sao biết nó già anh nhìn không mà. Nhìn màu nó khác hả? Già nó. Già nó dùng hơn. À. Chỉ nó nở hơn. À cái đường này nó nở hơn đúng không? Nở chỉ hơn, do nó dùng hơn. Ừ. Hay ta. Chắc hết mất tiêu rồi, không đủ tắn không Phục ơi. Chắc không đủ tắn rồi. Anh dưới gốc kìa, anh này hết rồi á. À này nhỏ nhỏ không à. Kìa gốc kia kìa. Gốc đây, kéo đây. Chưa. Như trái này cái mẫu vậy nó đẹp không anh? Gọi là được tính là đẹp không anh? Hả? Mình không quen lắm, có 1 3 1 3. Cắt về non nó bắt mình đền không anh? Hả? Cắt nhà mà. Vậy hả? Cắt 1 cây dưới rồi đòn á. Ừ hả? Ta cho dù 1 tấn là mình rớt chừng 20 ký thôi. À. Rớt nhiều là bỏ tiền túi gì vậy mình rớt. Cái đây sao mình đi vườn này nữa không anh? Hay là có mỗi vườn này thôi? Như bây giờ thái mà mình xô thì khoảng nhiêu anh? À. Xô hết luôn hả? Ngon ha. Ừ. Để cái này về mình bán trái hay là mình bóc muối mà nó xuất đi anh? Bán trái. Bán trái luôn hả? Bán cho thằng Trung hay là mình bán người địa? Bán cho đưa về công ty này. Làm thùng nó xuất luôn. À. Ở đây chắc hết mất rồi. Cái có cái cây ngay đây nè, cây ngay đây thử không? Mẹ cũng ri nè. Ôi, nó chạy đi. Ông nói đâu? Mình ghê. Mình có nói mà. Coi thử cây này sao mà hễ qua luôn. Không biết già không? Mẹ cũng bị non hơn quá ha. Cây này nhiều quá. Được rồi. Được rồi. Nó không cần gõ luôn hả? Dạ. Sao biết nó già anh nhìn không mà? Nhìn màu nó khác hả? Già nó. Già nó dùng hơn. À. Chỉ nó nở hơn. À cái đường này nó nở hơn đúng không? Nở chỉ hơn, do nó dùng hơn. Ừ. Hay ta. Cái màu nó cũng lên màu nha. Màu nó thêm nó mới già. Dạ thằng này cũng được nè. Không, này phải nắng. Nghe hả? Ồ. Nắng lên màu được. Màu nó không phải màu vàng. Hay ta, kinh nghiệm dữ. Anh cắt đây được mấy năm rồi? 10 năm. Ui chà. Nhiều ghê ha, có những cái chùm trái dữ dằn luôn. Không có rồi. Không có hả? Non quá hả? Chắc cỡ 10 ngày nữa được ha. À. Mấy cây này thì nó còn non, nó ra cử sau nè. Ô chà. Ô có trái bự vậy anh, dứt luôn hết 2 trái nè. To à, trái đó bự à. Gõ thử đi chứ không để lúa mất nó rụng. Gãy luôn. Cắt luôn hả? Ôi được rồi đó. Hả? À, heo rồi, để đi. Để đi. Giờ nó cắt đi. Cắt không được. Nghe hả? Cắt chỉ để giờ này bán đồ địa thôi. Trời. Ra heo quá ký là ta không xuất đi hả? Không xấu rồi, chỉ để dành bán đồ địa. Đồ địa rồi bán cho cơm nó lên tí nữa.
Cái này sao thấy nó hơi bị sâu sâu quá không Tụ à? Có sâu đợt trước là giống như nó bộc phát rồi mình mới phát hiện. À, ngừa trước hết nó chứ. Cái đợt nhỏ này đang làm ráo riết cái thằng nhỏ đó chứ. À. Cớp cớp khác, bọt bọt khác nha. Ừ, cớp cớp là chưa được. Mà hồi ở Tây Nguyên người ta gõ sao mà em thấy dường như cái ngày nó lâu hơn anh. Tiếng khác liền. Không có cớp cớp như vậy nữa. Đúng rồi, nhạc Tây Nguyên nó khác với cái nhạc miền Đông. Nhớ lạnh đây nghe sao nó lâu hơn nha. Đồi núi nó cao á, âm thanh nó ra khác. Mấy thằng đi sáu đợt sau ổn chắc cú ha Thảo. Ừ, sao đi sau ngon à. Có mấy thằng Thái nó hơi giật xíu. Ủa, mấy cây sau này nè, êm quá êm luôn. Em quay à. Đã không? Mấy cây gì hay tạ như chơi không thuộc không? Kể mấy cái thằng đi sáu này nó bù lại những cái cũng 5-6 cây của anh đang thiếu trái á. À, hả? Nó rụng hả? Thái á, thằng Thái nó rụng á. À. Thiếu trái cũng 5-6 cây á. Cô, bà Ri. Anh để nó đi đọt quá, anh xịt nó không đứng mà. Không, lúc đầu tiên á. Sao? Lúc đầu tiên nó ra vậy là mình xịt là hợp lý nè. Đúng rồi, xịt trước. Nhưng mình xịt nhẹ nhẹ, mình xịt giống như mình xịt giống như dưỡng đọt không có đốt quá. À. Tới chừng nó bộc phát nó đi mạnh quá cho nên giờ đang xịt đốt quéo hết rồi nè. Bên kia nó rụng luôn lá non luôn. Đúng rồi. Xịt nay hai nhà thấy nó đổ quá đổ. Ừ. Bắt đầu là mình siết luôn, đốt luôn. Đốt cho chắc ăn. Cái đốt này. Cho nó giữ trái còn hơn chứ ấy thôi, nó phải một năm sau nữa em thấy những cái lá mà lụa lụa nhẹ nhẹ là nó cúng hết luôn rồi đó. À, quý luôn á, lá non rụng hết luôn. Ừ. Chứ nặng đôi gì hả, xịt gì vậy anh Thuộc? Cái thằng rau hoa xanh đó. À. Với cộng xanh. Thằng MKB. Ở cây mình tại cái cây của tôi cái bộ lá nó cũng đủ cho nên tôi mới dám chơi đằng này chứ còn yếu yếu là đụng luôn là đụng vô đụng mà đây 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 này đây 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 này với cái cây nhỏ ngay đầu gốc kìa, cái này nhiều trái à, cái này chín chưa, cái đó hả, cái đó thải cái dữ vậy, cây ri nó đậu nhìn thấy đã năng sức không bằng Thái à. Cái này cây cuối không? Còn mình đó cây nữa kìa. Ừ. Lái này mấy lúc trước là lái một mình một là phịch lái chưa đợi buổi sáng là 5-6 tấn rồi. Khiếp thiệt chứ. Này giao đầu nó vậy. Giao thứ hai lên là xả luôn chứ. Giá số mấy bán sướng quá hông? Thứ hai là cháu không? 63. Ừ. Có chị bên, có chị cũng ở Tiền Giang. À. Trả 65. À. Nhưng mà mình đây mình làm cái hợp đồng với bên cái công ty này đó. À. Nó rẻ hơn chút đỉnh cũng không sao. Ừ. Mình sản xuất ra trái sầu riêng còn bán giá cả thì để vợ nó quyết định. Ừ. Vậy chủ tịch quyết định hả? Chủ tịch quyết định mình trợ lý thôi. Mình chờ những cái thằng ủa như vậy là cái cây của mình gần 2 tháng thằng đi 6 này là khoảng chừng tháng sau nữa mình cắt luôn cái dòng này luôn Thảo. Đây này, cây bên đây hả? Ở cái cỡ sau cái dòng này nè. Khoảng 1 tháng 10 ngày nữa là cắt rồi đó. À có mấy cái nó lẻ lẻ trước kìa. Mấy cái này là Thảo biết sao? À, nó đợt đó nó ra bông thưa thưa anh lãi rồi nó ra lại không đều. Nó ra năm nay nó ra ngộ, nó ra có 1-2 chọc, nó không phải nó ra nguyên một chùm đâu. Ít hả? Ở đây, ít. Là những có cái nó sổ sớm. Đủ cái là ngon. Hôm nay thời tiết dễ nè, mấy cái tay vậy nó dễ đậu nè. Ừ. Thời tiết khó là rụng hết à. Trời ơi, cái thằng Thái của anh nó rụng một cái rồi, giật mình luôn. Đúng anh Hảm hơi bị muộn chút không? Ủa rụng, nó phải ra già. Ra già thay đó nhưng mà nó rớt á, mấy thằng đột non nè. À. Xịt bữa ngày hôm kia, ngày hôm qua ngưng một ngày, bữa nay đổ nè. Tuốt lá luôn á. À đổ vậy còn hơn chứ, vậy cái bộ lá mình vậy mà giờ để trái nó rụng rồi chết luôn á. Ủa cử sao ngon á. Đã
sang năm mình kinh nghiệm lại rồi. Nó có vấp ngã nó mình mới rút kinh nghiệm được chứ. Năm rồi lụm nhẹ 10 tấn hả? Năm rồi nó ra bối. À. Ra bối 10 tấn, hơn 10 tấn. Hôm nay mình chủ động mình làm. Ồ cái này vậy mà được nhiều nè. Hử? Này chắc chắn thừa ha. Ừ. Ủa vậy là 63 là chốt cử này thôi chứ cử sau báo giá lại hả? Đâu có cái cổ này nè. À là cổ trái này luôn, là cổ trái này luôn. Cái cổ trái này luôn chứ không phải là cắt một dao này đâu nha. Ừ. Trong cái cổ trái này là cái cổ thứ hai là cắt một dao nữa là hết rồi đó. À. Anh bán là anh bán nguyên cổ. Có nghĩa là cái cổ này là khoảng một tuần sau là cắt hết. À. Chuột cái này. Ổn rồi. À, này xong rồi bắt đầu lơ. Dạ xanh này. Ủa xình đạm cá hôn mép vô một cái. Anh giọng thêm. Đi đoạn tiếp. Sâu quyết liệt cho nó này nha. Có rồi. À. 5 ngày xịt, 7 ngày xịt. Này đúng từng xịt đó chưa? Đúng từng. Cũng có. Xịt chứ không xịt. Nó chung vô trong rồi xịt đâu chết nữa. Kệ nó cái nào bị rồi kệ nó mình chết không chết xịt mấy cái kia. Mà nó mưa miết xịt coi chừng mưa rồi xịt lại. Cái này 150 kg nè, cây nhỏ nè. Cây này chắc cỡ 4 năm. Đây đây bên đây cây. Cái vườn anh thuộc tại Bầu Bàng, vườn này mình anh thuộc anh thu được sớm nè. Bữa nay cắt chết cỡ tắng quá, tắng không? Không biết nữa, nãy giờ cắt thôi chứ mình chưa vô nhà. Chưa, thái này chưa. Cắt tỉa tại nó có rụng ra ra là mình tiễn. Quay gặp nhặt mọi người xem, giá này là được cỡ 63 là hồi xô hết luôn á. Từ mấy cái bị sâu sâu với rẹp. Sâu với rẹp thôi. Hôm nay không bị úng trái không thuộc ha? Không. Không bị nấm. Cái này thái ra dữ rồi. Này vừa rồi mình xịt cho ngừa cái thằng quét rồi đó. À. Đã. Đúng rồi. Cái này cũng được ha. Những người đó là Thảo, giờ là Thảo. Hả? À. Còn nhìn đứt ruột luôn á. Sáng, à. Sáng mình đi ra là mình thấy mình sốt luôn cơ mà. Ừ. Do cái cây mình nó sung quá nó đi đọt á. Đúng rồi, rớt luôn á. Đúng rồi, xịt trước nữa là ẩu. Cái đợt Thảo lên là đợt đó là đề ba luôn là được rồi đó. Ừ. 2 tuần. Ừ. Cho nên nó lụa nè, khi mà nó lụa nè nó đổ mấy dữ chứ hồi đó. Thì... Anh nở cái lá ra đổ. Ờ, nở lá nó hút, chưa thấy gì nó đâu. Dinh dưỡng mạnh á. Ừ. Còn cắt rồi dòng lỗi mình nhìn con. Được cẩn dữ vậy. Ui không, bữa chắc chưa tới mấy cây này, nó trái dữ rồi. Cái này nãy có cắt rồi không ta? Cắt là rai à? Mà chưa ấy. Thấy cái cuốn này hả? Cắt rồi. Có nhìn à, thấy kìa. Nhìn thấy dây rồi. Lồng thòng đó. Rồi chào mọi người nha. Chúng ta ngồi được rồi.